vị và các bạn, bơi lội đã trở thành một môn thể thao được các bậc phụ huynh quan tâm và cho con theo học. Đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng của mùa hè, việc được chơi dưới nước sẽ đem lại sự thoải mái cho trẻ em và các bậc phụ huynh trong gia đình. Vậy khi cho con đi bơi lội, các bậc phụ huynh chúng ta cần lưu ý điều gì để có thể giữ gìn an toàn cho trẻ em trong môi trường dưới nước? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi và trò chuyện với chuyên gia bơi lội Vũ Thị Hương Điệp để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa chị, bơi lội là niềm thích thú đối với trẻ em, đặc biệt là trong dịp nóng nực của mùa hè. Tuy nhiên có không ít những trường hợp nguy hiểm đã xảy ra tại bể bơi. Vậy thì chị có thể chia sẻ cùng quý khán giả của chương trình những trường hợp rủi ro nào có thể xảy ra khi trẻ đi bơi ạ? Dạ vâng, mùa hè đến, bể bơi cũng là một nơi mà thu hút các em nhỏ rất là nhiều. Tuy nhiên nếu mà không cẩn thận thì trẻ có phải có thể gặp phải những rủi ro khi đi bơi. Giống uh rủi ro đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó là nhiễm khuẩn tại bể bơi. Mặc dù các bể bơi thì đều được khử khuẩn với flo nhưng mà mật độ khách đi bơi đông như mùa hè thì khả năng nhiễm các bệnh ngoài da lẫn các chứng như viêm tai là rất lớn. Các chứng bệnh này một khi đã mắc thì thường khó trị rất điểm và gây nhiều khó chịu cho các bé. Ngoài ra nếu như mà lượng clo nhiều hơn mức cần thiết thì một ngụm nước hồ bơi cũng có thể khiến cho các bé dễ dàng bị gây ngộ độc. Ngoài ra thì một cái rủi ro và tai nạn mà bé hay gặp phải đó là trượt ngã ở bể bơi. Khu vực mà thành bể bơi ngay sát cạnh miệng bể bơi thì thường rất là trơn trượt. Một khi mà ngã trượt ngã thì mình bạn có thể dễ dàng bị bong gân, trượt rút thậm chí là gãy xương. Các em không khởi động trước khi mà tham gia bơi lội có thể dễ dàng dẫn đến trượt rút này và các con, các con chưa có thể xử lý được những cái tình huống khi mà gặp phải khi mà mình bị chuột rút khi mà đang bơi lộn khi khi mà một nhóm đi bơi cùng với nhau thì các con sẽ có sự đùa nghịch này nô đùa này kéo nhau này trêu nhau này khi hoạt động ở dưới nước thì không phải là bạn nào cũng có thể xử lý được những cái tình huống khi mà bất ngờ bị người khác trêu như thế khi ở dưới nước thì rất dễ đến dẫn đến tình trạng là các bạn sẽ túm vào nhau túm tụm vào nhau và rất dễ để dẫn đến cái tình trạng đuối nước. Xin chị hãy chia sẻ những trường hợp nào thì trẻ em không nên đi bơi và để đảm bảo an toàn cho con em mình, các bậc phụ huynh cần trang bị cho con những nguyên tắc an toàn gì khi tham gia bơi lội? Không phải là trẻ nào cũng có thể xuống nước và không phải là cái thời điểm nào mà cũng là thời điểm mà trẻ có thể đi bơi được ạ. Đối với những trẻ mà mắc bệnh hen phế quản hay còn gọi là suyễn thì khi tiếp xúc với nguồn nước lạnh thì trẻ rất dễ bị lên cơn khó khè, khó thở. Đôi khi gây nguy hiểm đến tính mạng. À, trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp mãn tính như là viêm mũi dị ứng, viêm mũi xuất tiết, viêm xoang mãn tính thì khi đi bơi sẽ làm bệnh trầm trọng hơn. Ngoài ra khi trẻ bị viêm da dị ứng, những hóa chất được uh, xử lý ở trong nguồn nước của bể bơi thì sẽ gây nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của trẻ. À, cha mẹ nên để ý cái sức khỏe hiện tại của trẻ để xem trẻ có sức khỏe đủ tốt không à, thì hãy cho trẻ tham gia những cái hoạt động bơi lội để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con em mình, phụ huynh cần phải trang bị những nguyên tắc an toàn cho trẻ khi đi bơi. À, nên cho trẻ đến những bể bơi dành cho thiếu nhi. Tuyệt đối không để trẻ chạy nhảy xuống nước, tắm hoặc bơi lội khi cơ thể đang ra mồ hôi khi vừa tắm nắng hoặc là ăn quá no. À, không để trẻ một mình trong nước và đảm bảo là có người lớn có trách nhiệm giám sát trẻ, trẻ chặt chẽ. Phải khởi động thật kỹ trước khi xuống nước, lên bờ ngay khi trời tối mưa sấm chớp đối với những em biết bơi và có thể bơi thành thạo thì cũng không nên chủ quan mà nên lượng sức mình luôn luôn tuân theo nguyên tắc bơi để vui vẻ, bơi để khỏe mạnh và bơi để an toàn. Dạ vâng, thưa chị có những trường hợp trẻ em bị đuối nước tử vong do sơ cấp cứu ban đầu sai cách vậy thì chị có thể hướng dẫn với các bậc phụ huynh những bước sơ cấp cứu ban đầu khi chẳng may trẻ bị đuối nước hay không ạ? có một số những cái uh, chú ý khi mà cấp cứu trẻ đuối nước và những sai lầm mà chúng ta cần tránh đó là tuyệt đối là không được dốc ngược trẻ lên vai rồi chạy làm cho các dịch ở dạ dày trào ngược khít vào đường thở làm chậm trễ hồi sức tim phổi uh, làm mất thời gian vàng để cấp cứu trẻ và chúng ta không được ngừng hồi sức tim phổi đến nếu trẻ chưa có nhịp thở sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn năm bước sơ cấp cứu uh, ngay khi mà trẻ bị đuối nước thì bước đầu tiên và quan trọng nhất sẽ là chúng ta sẽ phải gọi trợ giúp. À, chúng ta sẽ phải cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp của những người xung quanh khi thấy trẻ đuối nước bằng cách gọi thật to những người xung quanh và gọi ngay lập tức thì sẽ gọi cấp cứu 115. Một, một năm à, bước thứ hai là bước cực kỳ quan trọng. À, chúng ta sẽ phải nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi nước bằng mọi cách. À, đây là bước rất quan trọng và có hai cách để cứu đuối à, đó là cứu đuối gián tiếp và cứu đuối trực tiếp. À, bước thứ ba khi trẻ được đưa lên bờ thì ngay lập tức xem trẻ có thở và tỉnh hay không bằng cách là nhìn lồng ngực của trẻ có di động không à, đặt tay của bạn gần miệng và mũi trẻ để cảm thấy là có không khí thở ra của trẻ ở trên má của bạn không trong khi kiểm tra hơi thở bạn cũng thể có thể lay like gọi trẻ để xem trẻ có phản ứng hay không bước thứ tư nếu mà trẻ không thở thì hãy bắt đầu hồi sức tim phổi ngay lập tức chúng ta sẽ cần đặt trẻ nằm ngửa trên nền cứng nếu nghi ngờ có chấn thương cổ thì hãy di chuyển trẻ bằng cách di chuyển toàn bộ cơ thể, đầu, cổ, cột sống và hông với nhau, à, giữ cho tất cả chúng đều thẳng hàng, không ngửa đầu, nâng cằm, chỉ cần ấn ở góc hàm. À, nếu không nghi ngờ chấn thương cổ thì chúng ta sẽ giữ đầu trẻ ngửa ra sau và nâng cằm để thông thoáng đường thở. Chúng ta sẽ tiến hành hồi sức tim phổi cho trẻ bằng cách thổi ngạt đối với trẻ nhỏ thì đặt miệng của bạn trên cả mũi và miệng của trẻ để thổi ngạt được kín đối với trẻ lớn hơn thì một tay ép cánh mũi và đưa miệng của bạn thổi vào miệng của trẻ thổi chậm đều bước thứ năm sau khi nạn nhân tỉnh thì chúng ta cần đặt nạn nhân ở tư thế an toàn nằm nghiêng kê cao gối hai bên vai nới rộng quần áo để phòng tránh trẻ bị ngạt thở trở lại à, sau đó thì ta sẽ phải lau khô người này thay quần áo và ủ ấm cho bé và sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cái cơ sở y tế gần nhất. Trên đường đi thì người nhà cần chú ý theo dõi hô hấp và tuần hoàn của trẻ. Tốt nhất là có sự trợ giúp vận chuyển của nhân viên y tế. Thì trên đây là 5 bước mà sơ cấp cứu đối với những trẻ mà bị đuối nước để chúng ta có thể tận dụng được cái thời điểm vàng sơ cấp cứu để cứu đuối cho trẻ. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Điệp đã dành thời gian để chia sẻ cùng quý khán giả của chương trình. Tới đây thì chương trình Vì trẻ em xin phép được khép lại. Quý vị có thể xem lại chương trình hoặc chia sẻ thông tin cùng với chúng tôi thông qua địa chỉ YouTube và Fanpage Truyền hình Vì trẻ em VTV1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau.